hello dạ, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của các việc à, hôm nay có hai cái vấn đề à, nói chung là rất là chấn động mà nhiều người nghe xong có thể là nổi ốc cục luôn đó à, liên quan đến cái câu chuyện của thiền an minh bộ vũ trụ à, nhưng mà trước tiên thì xin chia sẻ cả nhà một cái câu chuyện đó là à, mấy hôm nay thì báo chí rồi nói chung là trên mạng xã hội đồ lan truyền cái thông tin chóng mặt về một cái chủ của cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi cơ sở thờ tự ở thành phố sóc trăng đã bị bắt thì à, cái ông này bị bắt về cái tội là hành hạ trẻ em hay gì đó à, nhưng mà nó tìm hiểu về cái cơ sở của ông này thì thật sự cũng đáng đáng để chúng ta quan tâm bởi vì nó có hơi hướng à, nó giống như là một cái chi nhánh của thiền an bộ vũ trụ vậy đó à, họ kinh doanh theo cái mô hình đó à, vừa là nuôi dạy trẻ mồ côi vừa là, là cơ sở thờ tự trá hình à, rồi cái ông chủ cơ sở đó thì lại mặc à, áo mặc à, pháp phục của người tu sĩ phật giáo rồi cạo đầu luôn À, và quan trọng hơn hết á là ổng kêu người ta phải gọi ổng bằng thầy thầy gì đó thầy thiện đức à, thầy thiện đức bởi vì thật sự á ông này cũng đã từng là một tu sĩ Phật giáo trước năm 2015 ổng có cái pháp danh là thích thiện đức à, khi mà ổng hoàn tục vào năm 2015 á thì ổng mới mua đất ở phường tư của thành phố sóc trăng à, sau đó là thành lập cái cơ sở nuôi trẻ mồ côi à, rồi gom trẻ một côi về đó nuôi xong rồi đem những cái tượng phật về thờ tự đó rồi có sinh hoạt tôn giáo luôn trong khi ổng không phải là một tu sĩ Phật giáo nói chung là tự ổng lập lên thôi cũng cũng hơi hướng giống giống như là cái vụ của Thiền em bên bờ vũ trụ vậy cả nhà rồi mới đây thì người ta phanh phui là ổng đánh đập trẻ em gì đó rồi một số có đứa đó nó mới trốn ra ngoài và đi đi báo về chạy về gia đình gia đình mới báo cáo cho chính quyền và người ta hốt ổng luôn. À khi mà đối chiếu lại cái cách hành nghề của ổng với lại cái chỗ của tà am thì nó gần giống nhau đúng không cũng lợi dụng tôn giáo nè lợi dụng danh danh hiệu trẻ mồ côi đúng không à, để nói chung là trục lợi thôi bởi vì từ khi mà thành lập cái cơ sở thờ tự á là ổng bắt đầu ông ôm đơn ổng đi thưa kiện đầu này thưa kiện đầu kia nhưng mà với danh nghĩa là một tu sĩ phật giáo à, đó là mấy mấy cái điều đáng nói đúng không tức là vừa lợi dụng cái màu áo của tu, của của Phật giáo rồi vừa lợi dụng cái danh hiệu trẻ mồ côi à, tuy nhiên á, hai cái điều đó nó hoàn toàn nó chưa có chính xác nhưng mà ổng còn dở một cái á, là ổng nuôi dạy trẻ mồ côi thật chứ ổng không có tự tạo ra giống như là cái hộ gia đình của thiền em và vũ trụ đúng không à, cái cái hộ gia đình tạm á, là tự tạo ra trẻ mồ côi à, còn cái này là ổng gom về gom trẻ mồ côi về thì cái hai cái mô hình nó gần giống nhau thôi nhưng mà ông kia thì gọi là sư phụ rồi, thì sư tổ luôn rồi. Tại vì à, gần đây chúng ta thấy rất là nhiều những cái mô hình ná, ná giống với lại tà am đã bị hốt rồi à, và khi mà đối chiếu lại với hộ gia đình tà am á, thì chúng ta thấy họ à, trên một bậc so với những cái cái cơ sở đã bị phanh phui cách đây mấy ngày đúng không? ở vĩnh long cũng vậy, ở sóc trăng cũng vậy. À, tại sao mà nói cái hộ gia đình tà am này á nó cao hơn một bậc so với những cái cơ sở đó? thì rõ ràng cái việc mà tự tạo ra trẻ mồ côi là một cái kinh thiên động địa rồi đúng không? rồi thêm một cái là họ hoàn toàn không biết gì về phật giáo họ lợi dụng màu áo của phật giáo nhưng mà họ không biết gì hết còn hai cơ sở kia cơ sở Vĩnh long với cơ sở ở sóc trăng á thì ít nhất họ cũng đã từng là tu sĩ phật giáo cho nên họ cũng ít nhiều biết về cái chuyện đó à, nhưng mà à, bên phía tà am á, họ còn hơn cái chỗ đó nữa à, họ tự cạo đầu tự tu hành tự cái gì nói chung là tự người làm hết để trá hình mà à, và có một cái đặc biệt gì nè ở những cơ sở kia đó, là nuôi dạy trẻ mồ côi thật đúng không? Còn ở đây tự tạo ra trẻ mồ côi và quan trọng á là khi mà tự tạo ra trẻ mồ côi đó có những trường hợp trẻ em bị mất thì những cái à, những đứa bé đó được chôn cất ở đâu và và ai là bị người biết cái chuyện đó thì chúng ta tìm hiểu vào cái livestream gần nhất của Lê Thanh Minh Tùng vào tối hôm qua đó. Để cả nhà có thể nghe lại và mình nghe tới đâu mình nổi ốc cục tới đó à? bởi vì sao bởi vì minh tùng nói á, cái số lượng mà lụm lon để sinh ra là nó gấp đôi so với cái số lượng hiện tại vậy thì cái số gấp đôi đó đi đâu về đâu và nếu có mất á, thì chôn cất ở đâu à, và tại sao minh tùng đến thời điểm này mới, mới chia sẻ cái vấn đề đó mặc dù cậu ấy ấp ấp mở mở mà chúng ta thừa hiểu rồi cũng không còn gì gọi là ấp mở nữa nhưng mà nói không có nói quạch tẹt ra thôi Chứ thật sự chúng ta cũng thừa hiểu là cơ quan chức năng đã điều tra tới đâu rồi, làm việc tới đâu rồi. Cho nên có những cái thông tin để Minh Tùng chia sẻ như vậy. Đúng không? Mà nghe nói ghê quá. À. Khi mà đối chiếu lại trước đây, à, Nguyễn Sinh cũng đi tìm hiểu ở ao cá trê đó cả nhà. Thì thật sự là lạnh gái luôn, nổi ốc luôn. À, cái hôm mà mình đi tới à, tỉnh Lộ 10 đến chỗ Thánh Đức Cũ á, thì à, cái cái cơ sở đó bây giờ người ta đang à, À, xem như là sang lắp mặt bằng để chuẩn bị làm một cái xí uh, nghiệp hay gì đó nhưng mà gần đây nhất là mới hôm uh, mới hôm lễ vừa rồi đó mình đi ngang thì nó vẫn vậy nó vẫn nham nhở vậy không có uh, sang lắp hết ở sau thì vẫn còn là nửa ao nửa uh, sình lầy không à. à ở trước thì cũng trầm trèm vậy đó. giống như là mấy năm rồi ba năm rồi à, nhưng mà người ta không có làm tiếp không biết là bị vướng mắt chỗ nào hay là bị cái gì đó mà cái cái công trình đó lại dừng lại à họ đã dừng lại à, và đến nay thì nó còn vẫn nham nhở vậy à, cho nên á, khi đối chiếu lại những cái dữ liệu từ nguyễn xin ha rồi à, những lời kể của minh tùng ngày hôm qua thì thật sự là có những cái chuyện có khả năng là kinh thiên động địa luôn mà rất là ghê gớm, nó còn ghê hơn so với lụm lon, ghê hơn so với cái vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là ghê hơn 331. À, do đó đó, à, chúng ta còn nhớ á, là cô à, cô Định là hàng xóm, là Phật tử là một người rất là hiểu về cái hộ gia đình Tam, bởi vì cô hiểu lên tới là là sư phụ của ông Lê Tùng Vân luôn mà. À, à cổ đã từng nói á, là cái vụ này sẽ không kết thúc trước ngày 30 tháng 4 đâu, bởi vì còn rất là nhiều chuyện à, cổ cũng đã tham khảo một số bác xe uh, ôm rồi đó là cái vụ việc này uh, người ta còn tìm hiểu ra những cái vấn đề ghê gớm lắm rất là ghê gớm luôn cho nên không thể nào kết thúc trước 30 tháng 4 à, uh, mà thực sự uh, thì uh, nếu mà nói như Minh Tùng nói như cô định rồi Nguyễn Xin rồi này kia thì những cái vụ việc đó nó sẽ, uh, sẽ đi đâu về đâu cả nhà đúng không chúng ta không không thể nào mà tưởng tượng ra uh, cái sự ác độc ghê gớm vậy một cái con người uh, khoác áo lên mà khoác lên mình một chiếc áo thầy tu rồi cạo đầu như vậy mà lại ác độc như vậy sao ta mình không không thể nào tưởng tượng ra luôn á à, nhưng mà thôi thì chúng ta tạm thời để đó nghe rồi hiểu rồi để đó để xem sau này người ta công bố lên là nó còn ghê gớm cỡ nào nữa ha à, cái quan trọng hôm nay nữa mình muốn chia sẻ cả nhà là chúng ta biết những cái thông tin từ cái vụ việc của thiền Am á là có những người như là anh Phan Kazen nè, Minh Tùng nè, Cô Định nè, rồi một vài bác xe ôm hay là Phong thì họ thường thường họ đưa ra những thông tin rất là chính xác, rất là chính xác liên quan đến cái vụ việc của Thiện Am và đặc biệt một điều á là tất cả những cái người đó thì họ đang có một cái thông tin là công an người ta đã công quan chức năng người ta đã tìm thấy Diễm My và hiện tại đang giống như là đang điều trị để cho cô ổn định tinh thần lại và mới đây thì anh Fakazen lại phát đi thông tin nói rằng Diễm My sẽ xuất hiện trong cái phiên tòa sắp tới nếu mà cái vụ việc của Thiền Am bên bờ vũ trụ đưa ra xét xử à khi mà thấy cái thông tin từ anh Fakazen á thì mình cũng um, nói chung là tin hơn nhiều hơn là 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 không tin bởi vì uh, rõ ràng anh Fakazen là người đi sát cái vụ này và à nói chung là cũng có nhiều cái thông tin cái nguồn tin đó rất là chính xác cho nên khi mà anh anh phan kia nói ra đó thì chúng ta nên tin hơn là à, hơn là ngờ vực bởi vì rõ ràng trước đây cô định cũng đã từng nói minh tùng từng nói anh lạc phong cũng từng nói vấn đề diễm my à, cho nên rất có khả năng à, theo suy đoán của mình thôi à, tổng hợp lại tất cả những cái thông tin đó thì suy đoán của mình đó là diễm my, diễm my đã được tìm thấy và hiện tại có thể là người ta đang điều trị À, người ta đang uh, ổn định tinh thần cho cô bé này hoặc là ổn định lại những cái um, để sao cho cô này có thể hệ thống lại tất cả những vụ việc từ khi cô bước chân vào cái hộ gia đình tại am đó rồi mọi cái diễn biến xảy ra như thế nào đúng không à, giống như là điều trị để cho cô tỉnh táo lại và cô xuất hiện trong phiên tòa trời thì dù mà hôm đó mà diễm my xuất hiện thì không biết sao cả nhà ha thì có lẽ là cái hộ gia đình tà am hoặc là là con nhan đệ tử là là xanh mặt luôn chứ không ai mà, mà... Không ai mà bình tĩnh nổi luôn á không bởi vì rõ ràng nếu mà thật sự diễm my ở trong cái hộ gia đình đó và bị tìm thấy ở trong đó rồi bây giờ người ta ổn định cho tỉnh táo lại thì tất nhiên rồi đường trời chạy đường trời đó, đúng không thật sự là vậy Khi còn chạy trời không khỏi nắng bởi vì um, rõ ràng diễm my là một mắt xích mà 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 từ ở trong đó đi ra nữa mà thật sự chịu kể lại tất cả sự thật trong đó thì thôi rồi trời cứu trời cứu luôn à, cho nên uh, khi mà nghe cái thông tin từ uh, anh uh, phan á mình cảm nhận được những cái thông tin mà từ trước đến nay về uh, Diễm My á là là có khả năng khả năng rất cao trên 90 trăm à, bởi vì uh, những lời nói của Minh Tùng nè từ cố định nè từ anh Lập Phong nè, nay thì anh Phan Cái rồi một số người nữa thì làm sao mà không tin cho được cả nhà tha thì uh, thôi thì chúng ta cứ tin vậy đi tin tưởng như vậy đi uh, mặc dù uh, hiện tại những thông tin thì nó chưa có được uh, được lan truyền ha nhưng mà những thông tin như vậy thì chúng ta cũng nên ghi nhận để chúng ta chờ xem cái kết cục như thế nào ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại